nào
sống của gia đình, chuẩn bị cho chương trình buổi lễ mừng thọ của mẹ cháu Mỹ Thức tuổi 70. Cháu xin phép được thông qua chương trình mừng thọ buổi lễ cho mẹ cháu ngày hôm nay. Một là khai mạc và giới thiệu đại biểu, hai đại diện con cháu của gia đình lên phát biểu ý kiến chúc mừng, ba là bố cháu là lên phát biểu ý kiến chúc mừng, bốn đại diện mọi người cao tuổi đã có lời phát biểu ý kiến, năm là con cháu khác của gia đình tặng hoa tặng quà cho mẹ nhân ngày mừng thọ, sáu là chương trình văn nghệ chúc mừng, bảy là kính mời đại biểu dự bữa cơm thân mật với gia đình. Kính thưa cụ ông, kính thưa các cụ bà, các bác chú, anh chị em, con cháu của gia đình, chúc thọ là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, dân tộc ta đã tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên vào dịp đầu xuân sau Tết cổ truyền của dân tộc, và cũng là dịp con cháu thể hiện sự hiếu thảo, sự tôn kính với ông bà, cha mẹ, người thân, cô dì, chú bác. Tuy buổi tổ chức có mộc mạc nhưng ấm tình đoàn kết, ấm cúng trong gia đình, trong dòng họ và bà con xóm giềng. Phát huy truyền thống đó, hôm nay ngày 23 tháng 2 năm 2014, tức ngày 24 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, trong tiết trời của mùa xuân ấm áp, được sự cho phép của bố mẹ cháu, gia đình chị em chúng cháu long trọng mừng thọ cho mẹ, cho bà là cụ Lý Thị Thức bước sang tuổi 70. Lời đầu tiên cho phép cháu được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cụ ông, các cụ bà, các bác, các anh chị em, con cháu của gia đình luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, các bác, các anh chị em, con cháu của gia đình, về dự buổi lễ mừng thọ mẹ cháu ngày hôm nay, cháu xin trân trọng giới thiệu có các ông bà trong ban thường vụ hội người cao tuổi xã Cải Xuân xin phép hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự buổi lễ mừng thọ mẹ cháu ngày hôm nay, cháu xin trân trọng giới thiệu có các cụ ông, các cụ bà, cô dì chú bác, các anh chị em, con cháu của gia đình, xin phép hội nghị chúng ta nhiệt liệt. Về dự hội nghị mừng thọ mẹ cháu ngày hôm nay, cháu xin trân trọng giới thiệu có các cụ, các ông bà là thông gia của bố mẹ cháu, các anh chị em đang làm việc công tác với các con của bố mẹ cháu, xin phép hội nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Để tiếp theo chương trình, em xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Hồng Lâm là anh trai trưởng của gia đình nên phát biểu ý kiến. Xin kính mời anh. Cháu xin kính thưa các cụ ông, các cụ bà, các bác, các anh, các chị và toàn thể các con, cháu của gia đình. Hôm nay ngày Chủ nhật 23 tháng 2 năm 2014, tức ngày 24 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, các con, cháu và gia đình long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ, cho bà của chúng cháu là cụ Lý Thị Thức bước sang tuổi 70. Lời đầu tiên, nhân dịp năm mới mừng xuân Giáp Ngọ, cho phép cháu thay mặt gia đình, cháu xin trân trọng có lời kính chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ các cụ ông, các cụ bà, các bác, các anh, các chị và toàn thể con cháu của gia đình hai bên nội ngoại mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và tràn ngập niềm vui trong cuộc sống. Về dự lễ mừng thọ của mẹ cháu hôm nay, bố mẹ và toàn thể đại gia đình cháu rất vui mừng phấn khởi được nồng nhiệt tiếp đón
sự hiển diện của các cụ ông, các cụ bà, các bác, các anh, các chị, các bậc anh em, con cháu của gia đình đã quan tâm dành thời gian, dành tình cảm quý báu để tới dự lễ mừng thọ của mẹ cháu hôm nay. Không biết nói gì hơn, một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các bác, các anh, các chị, mừng thọ là nghĩa cử cao đẹp, là truyền thống văn hóa tốt đẹp của ông cha ta từ ngàn xưa để lại. Đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, mang đậm tính nhân văn của dân tộc ta. Mỗi lần mừng thọ ông bà, cha mẹ là dịp để giáo dục các thế hệ con cháu trong gia đình sống có đạo lý làm người, để con cháu hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình lịch sử, cuộc đời, sự nghiệp của ông bà, cha mẹ. Những chặng đường đầy khó khăn, gian khổ, vất vả, vật lộn với cuộc sống hàng ngày, cũng như quá trình xây dựng trưởng thành như thế nào để có một đại gia đình như ngày hôm nay. Phải biết bao công lao dưỡng dục, sinh thành của ông bà, cha mẹ đối với con cháu to lớn đến thế nào. Ông cha ta có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Từ đó xác định đạo lý làm con, làm cháu phải biết sống làm sao cho tròn chữ hiếu, động viên chia sẻ nỗi niềm buồn vui để ông bà cha mẹ luôn luôn có niềm vui hạnh phúc bên con cháu, xua đi những phiền muộn trong lòng. Mong muốn của con cháu được có dịp để đền ơn đáp nghĩa, tỏ lòng hiếu thảo và tri ân với ông bà cha mẹ bằng cả tấm lòng chân thành và sâu sắc nhất. Kính thưa các cụ, các bác, các anh, các chị, hòa trong không khí vui mừng, vui tươi mừng xuân Giáp Ngọ, hôm nay gia đình và các con cháu long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ cháu bước sang tuổi 70, đánh dấu một mốc son tuổi đời của mẹ cháu. Cháu xin phép được nói lên đôi điều suy nghĩ về cuộc đời và sự nghiệp của người mẹ kính yêu như sau. Mẹ cháu sinh ngày 14 tháng 2 năm 1944, tuổi Giáp Thân, quê gốc ở xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình. Mẹ cháu sinh ra và lớn lên ở quê hương thứ hai, khu 8, xã Cải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, trong một gia đình nông dân nghèo. Khi còn nhỏ, cha mẹ nuôi dưỡng, lớn lên được đi học đến năm 18 tuổi, mẹ cháu xây dựng gia đình với bố cháu. Vào dịp đầu xuân năm 1961 cho đến nay đã được 53 năm, mùa xuân hạnh phúc của bố mẹ cháu. Sau khi mẹ cháu sinh người con gái đầu lòng chưa được đầy một tháng tuổi thì bố cháu được gọi lên đường nhập ngũ tham gia quân đội chống Mỹ cứu nước, liền việc mãi tới 10 năm sau mới được phục viên trở về nhà. Sau đó chưa được bao lâu, bố cháu lại tham gia công tác ở địa phương liên tục trên 20 năm nữa. Do vậy, bố cháu cũng không có thời gian để củng cố gia đình. Thế rồi, mọi công việc của gia đình lại tiếp tục được giao phó cho mẹ cháu phải lo toan gánh vác. Thời ấy, gia đình bố mẹ cháu còn nghèo khổ lắm, con đông, kinh tế khó khăn, thiếu thốn đủ điều. Mẹ cháu phải thắt lưng buộc bụng, chắt tiêu tần tảo, thức khuya dậy sớm, lao động vất vả để làm ra hạt thóc, củ khoai, tiểu sắn, nuôi mẹ già và nuôi các con, mong cho con khôn lớn từng ngày, đặc biệt là những năm 1960-1970 của thế kỷ trước. Đó là thời kỳ chiến tranh chống Mỹ đang bước sang giai đoạn ác liệt nhất. Bố cháu đi bộ đội thì em chúng cháu còn nhỏ dại, mẹ phải làm được vất vả, xong vì thương mẹ già con dại, ốm đau bệnh tật luôn luôn, chồng đi đánh Mỹ, mẹ cháu phải khắc phục nhiều khó khăn gian khổ để quyết tâm vượt lên chính mình, thay chồng gánh vác công việc gia đình, nuôi dạy các con khôn lớn ngoan ngoãn học hành, giữ gìn mái ấm, gia phong bằng cả một tấm lòng sắt son chung thủy, thực sự là hậu phương tin cậy để bố cháu yên tâm phục vụ trong quân đội. Kính thưa các cụ, các bác, các anh, các chị, nói về lao động sản xuất, bản chất của mẹ cháu là một phụ nữ cần cù, chịu khó, hay làm
kiên trì siêng năng trong công việc và trong lao động, và có một sức bền dẻo dai ít ai có được, làm việc không biết mệt mỏi. Không mấy khi mẹ cháu ngồi yên, cho dù khó khăn gian khổ đến mấy, mẹ cháu vẫn kiên trì làm tốt những công việc của gia đình cũng như của tập thể giao cho. Lại có đức tính trung thực, thẳng thắn, chí công vô tư, có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ văn hóa nhất định, lại có tinh thần cố gắng tham gia những công tác xã hội nên được bà con nhân dân ở nơi ở yêu mến tín nhiệm. Bầu đại biểu hội đồng nhân dân xã trong các khóa của những năm 1960-1970, nhiều năm bà được tham gia làm công tác ở đội sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp như kế toán đội ruộng, đội chè của hợp tác xã nông nghiệp xã Cải Xuân và Xuân Thịnh trong những năm 60, 70 và 80. Kính thưa các cụ, các bác, các anh, các chị, hôm nay mừng thọ mẹ, mừng thọ bà là dịp để cho con cháu bồi hồi nhìn lại quãng đời người mẹ và nhìn lại một lộ trình dài của mẹ, của bà trong 53 năm qua xây dựng và trưởng thành để đạt được một đại gia đình các con các cháu như ngày hôm nay. Của bố mẹ cháu đã phải trải qua bao thăng trầm, bao gian nan vất vả, trong đó có công lao nhỏ, có công lao không nhỏ thuộc về người mẹ hiền từ luôn hậu và kính yêu của các con, các cháu và của cả gia đình. Đặc biệt hôm nay là ngày vui của mẹ, của bà, các con cháu hội tụ về đông đủ, mẹ, bà đã vui lại càng vui. Nghĩ về 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, tới nay mẹ đã có 7 người con đẻ, trong đó có 5 người con trai, 2 người con gái, 5 con dâu, 2 con rể, 10 cháu nội và 3 cháu ngoại và 3 chắt ngoại. Tứ đại đồng đường, gia đình đã có 4 thế hệ. Mẹ vui mừng ngồi ung dung ngắm nhìn đàn con, đàn cháu đang lớn lên từng ngày và thấy các con đã trưởng thành trong các lĩnh vực công tác. Con nào cũng có gia đình bền đẹp và có cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn. Cháu nào cũng chăm ngoan, học giỏi và có lễ phép kính trọng yêu quý ông bà cha mẹ. Đến nay mẹ đã sang tuổi thất thập, sức khỏe còn dài có phần giảm, sức khỏe có phần giảm đi nhiều so với trước, song vì thương con thương cháu cộng với tính hay lam hay làm, mẹ vẫn không ngừng tham gia lao động sản xuất, vẫn trồng lúa, trồng màu, trồng rau xanh, chăn nuôi gia súc gia cầm, tự lực tự cường làm ra các sản phẩm nông nghiệp sạch để dùng vào cải thiện đời sống của ông bà, ngoài ra còn cho cả con cháu. Chưa phải nhờ cậy vào sự trợ giúp của các con, giờ đây theo xu hướng và sở cầu nguyện vọng, bố mẹ lại trở lại thời kỳ đầu tiên xây dựng gia đình, ngôi nhà chỉ có 2 người, song ông bà vẫn sống vui sống khỏe bên các con các cháu nhằm tạo điều kiện cho con cháu học hành và công tác. Đến nay cho dù ông bà tuy tuổi cao sức yếu, song vẫn tích cực tham gia đóng góp xây dựng các phong trào, tham gia hội họp đều đặn các tổ chức để góp phần nhỏ bé của mình vào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống có tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ nhau lúc khó khăn cũng như lúc tắt lửa với đèn. Do vậy năm nào mẹ cũng được tập thể và bà con trong khu bầu làm cá nhân gương mẫu xuất sắc và được khu và xã biểu dương khen thưởng. Nói về cuộc đời công lao việc làm của mẹ, của bà còn dài lắm, không bao giờ kể hết được. Từ tấm bé đến bây giờ, con cháu mới có dịp để được nghe và hiểu thấu những gì mà mẹ và bà đã làm dành cho con cháu, cho gia đình và cho xã hội trên 50 năm qua. Tình mẫu tử là thế, tình bà là thế. Mẹ là một tấm gương sáng về lòng hiền từ khoan dung, nhân đức, cần cù, chăm chỉ để con cháu học tập và noi theo.
Hôm nay mừng thọ mẹ, mừng thọ bà. Con cháu được nghe câu chuyện kể về mẹ, về bà bùi ngùi xúc động. Trong nỗi mừng vui, phấn khởi tự hào về người mẹ, người bà rất đối thương yêu, quý trọng của mình. Vậy, bổn phận làm con, làm cháu chúng con đã biết và nhận ra rằng phải làm gì để trông nom chăm sóc cha mẹ, ông bà khi tuổi cao, sức yếu đã đến. Hôm nay mừng thọ đón chào tuổi 70 của mẹ, của bà, toàn thể con cháu vui mừng kính chúc mẹ, kính chúc bà mạnh khỏe, an khang, sống lâu trăm tuổi để mãi mãi vui vầy bên con cháu. Tới đây cháu xin phép được ngừng lời. Một lần nữa cháu xin kính chúc các cụ ông, các cụ bà, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các con cháu trong gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Cháu xin chân thành cảm ơn. Trong ngày vui trọng thể này, con xin trân trọng kính mời bố phát biểu ý kiến chúc mừng. Xin trân trọng kính mời bố. Kính thưa các cụ, các bác, các anh, các chị, quý khách của gia đình, thưa toàn thể con cháu, hòa trong không khí vui tươi mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ, mừng đất nước quê hương đổi mới, mừng người cao tuổi chúng ta được Đảng, nhà nước quan tâm quý trọng, chăm sóc tinh thần vật chất. Đặc biệt trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày giáp Tết đón xuân Giáp Ngọ vừa qua, ban lãnh đạo Hội người cao tuổi xã nhà đã long trọng tổ chức lễ chúc thọ và trao giấy mừng thọ tặng quà lưu niệm của Hội người cao tuổi Việt Nam cho các cụ được mừng thọ năm nay đã mang lại nhiều niềm vui phấn khởi cho tuổi già, đồng thời là một nét đẹp văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hòa trong niềm vui ấy, một lần nữa thể theo nguyện vọng của gia đình, con cháu hôm nay ngày 24 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, toàn thể con cháu trong gia đình long trọng tổ chức lễ mừng thọ chào đón tuổi 70 của bà nhà tôi. Rất đối vui mừng được nồng nhiệt đón tiếp sự hiện diện của các cô, các bác, các anh, các chị, quý khách của gia đình đã quan tâm dành cái thời gian, tình cảm quý báu để về dự cái buổi lễ mừng thọ của bà nhà tôi và cùng chung vui với gia đình, con cháu. Không biết nói gì hơn, một lần nữa thay mặt đại gia đình, con cháu xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và xin được kính chúc các cô, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể con cháu của gia đình năm mới thêm tuổi mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, ngập tràn niềm vui trong cuộc sống. Trong giờ phút trọng thể của buổi lễ mừng thọ hôm nay, rất vui mừng có sự chứng kiến của các cô, các bác, các anh, các chị, quý khách của gia đình. Con cháu đã lắng nghe lời phát biểu của cháu Nguyễn Hồng Lâm, con trai cả được đại diện gia đình phát biểu ý kiến, trong đó đã tóm tắt nêu lên những nét tiêu biểu về cuộc đời, về sự nghiệp người mẹ của mình. Kính yêu, quý trọng là thế. Giờ đây mẹ vẫn giản dị, hiền từ như bao bà mẹ khác, nhưng ẩn chứa ở mẹ biết bao nhiêu công lao, tình cảm sâu sắc và tấm lòng thương yêu chiều mến vô bờ của mẹ, của bà đối với các con cháu của gia đình và gia đình. Hôm nay bố mẹ rất vui mừng nhìn thấy các con đã trưởng thành và đã biết suy nghĩ sâu sắc và chia sẻ buồn vui cùng bố mẹ, cũng như những lời chúc mừng hứa hẹn để làm tốt nhiệm vụ và đạo lý làm con sống sao cho tròn chữ hiếu,
bố mẹ rất vui mừng, xúc động, chúc các con mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực công tác của mình. Còn tới đây thì xin nói riêng về phần tôi với bà. Hôm nay là mừng thọ, chúc mừng tuổi 70 của bà. Sau cái buổi hôm nay thì chúng ta lại trở lại một cái cuộc sống giản dị những thời kỳ đầu tiên cách đây 53 năm. Tôi với bà, chúng ta sống dưới mái nhà riêng, chỉ có hai người và hai người bên nhau. Ngày xưa tôi với bà cũng chỉ có một túp nều tranh với hai trái tim vàng và một tình yêu chung thủy. Còn bây giờ, thời gian đã theo dòng lịch sử 53 năm vận đổi sao rời, chúng mình đã có nhiều con, cháu, chắc tứ đại đồng đường, gia đình mình đã có bốn thế hệ. Để tạo điều kiện cho con cháu, chúng ta lại vui mừng trở lại với mái nhà riêng. Chỉ có khác ngày xưa là hai trái tim vàng, còn bây giờ là hai trái tim giả. Nhưng không sao, bà cứ, bà con mình có câu, dù cho gối đệm chăn bông cũng không êm ấm bằng ông với bà. Vinh hoa phú quý về già cũng không hạnh phúc bằng bà với ông. Chúng ta cứ sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và cho xã hội. Hôm nay ngày mừng thọ đánh dấu tuổi 70 của bà, tôi rất vui mừng trao tặng bà bó hoa tươi thắm để chúng ta cùng vui tươi và cùng nhau kéo dài những ngày xuân và những mùa xuân hạnh phúc của tuổi già và bên con cháu thân yêu của mình. Xin cảm ơn bà và chúc bà mạnh khỏe, sống vui. Ngắm nhìn con cháu thảnh thơi tấm lòng, cảnh nhà đã thỏa ước mong, tháng ngày vui sống giữa lòng cháu con. Bạc đầu nòng vẫn sắt son, tình làng nghĩa xóm, nước non vẹn toàn. Xin kính trọng cảm ơn các cụ, các bác và toàn thể hội thọ đã dành cho những thời gian và những giây phút hạnh phúc vui vẻ này. Xin cảm ơn. Vâng, thay mặt anh em trong gia đình chúng con xin trân trọng cảm ơn bố và chúc bố luôn mạnh khỏe và trường thọ. Kính thưa các cụ, các bác, các anh, các chị em, con cháu và gia đình, về dự buổi lễ mừng thọ mẹ cháu ngày hôm nay, rất vui mừng được đón tiếp các ông bà trong ban thường vụ hội người cao tuổi xã Cải Xuân. Cháu xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Dung, chủ tịch hội người cao tuổi xã, nên có lời phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, công các bà, kính thưa tất cả các quý vị, kính thưa cụ Quý Thị Thức cùng gia đình, chúng tôi rất là cảm động vì được nghe những lời phát biểu trong buổi mừng thọ của cụ hôm nay. Quả thực rằng chúng tôi cũng cảm thấy là rất là vinh dự khi được mời tới dự lễ mừng thọ này. Và trong buổi lễ mừng thọ này thì chúng tôi cũng đã được nghe gia đình những lời phát biểu tâm tình về cuộc đời của cụ, của người bà, người mẹ, người vợ trong gia đình, đã gây cho chúng tôi một tình cảm mến phục trong cả suốt cuộc đời của cụ. Thì buổi mừng thọ này, như gia đình đã từng nói, là thể hiện cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà luật người cao tuổi
cũng đã khẳng định mừng thọ và chúc thọ là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Điều này Hội Người Cao Tuổi của xã cũng đã thực hiện những điều của một người cao tuổi trong những năm qua và đã được các cụ được nhân dân ủng hộ. Thì cũng phải nói rằng là tổ chức mừng thọ là một điều rất là cần thiết và quan trọng, cần phải phát huy và duy trì, vì nó thể hiện không những là thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhưng cũng là một điều quan trọng thể hiện tấm lòng kính trọng cha mẹ, những người đã sinh thành ra mình. Mà ca dao các cụ đã từng nói, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, giữ tròn đạo hiếu, chữ hiếu mới là đạo con. Thay mặt anh chị em trong gia đình, cháu xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Dung đã có lời phát biểu chúc mừng trong một buổi lễ mừng thọ mẹ cháu ngày hôm nay. Xin kính chúc ông và toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Để tiếp theo chương trình buổi lễ mừng thọ mẹ cháu ngày hôm nay là chương trình văn nghệ chúc mừng. Con xin trân trọng giới thiệu mẹ có lời phát biểu ý kiến trong buổi lễ mừng thọ ngày hôm nay. Cảm ơn mẹ. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính thưa các quý khách xa gần của gia đình này, kính thưa các anh em, cô dì, chú bác cùng các con, các cháu nội ngoại trong gia đình này. Hôm nay là ngày 24 tháng Giêng năm 1914. Tôi rất vui mừng được tất cả các vị khách quý, các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể anh em, con cháu về dự. Tôi rất vui mừng, phấn khởi. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc đại gia đình nhà chúng ta có một sức khỏe và chúc mừng sang năm mới an khang thịnh vượng và mọi sự như ý. Để đền đáp lại những công ơn vàng ngọc quý báu của toàn thể đại gia đình nhà chúng ta ngày hôm nay về dự, cho phép tôi xin gửi lời có một bài thơ chúc mừng. Bài thơ đầu tiên có tựa đề là Người Cao Tuổi Quê Tôi. Tóc xương mây gọi bạc đầu, bước chân phăng phắc qua cầu, sớm mai dưỡng sinh thể dục dẻo dai, băng truyền cờ tương đậm đà hồn quê, hoa thơm ngát mát bên thềm, liễu lo chim hót mà mê mẩn lòng, ra vườn thư thái dạo trông, nhìn hoa ngắm cảnh mà không muôn vào, về giấc cỏ dao ngắm đàn ca lượn
lão sao tranh ngồi, đầu hôm tựa ghế già ngồi kể chuyện kháng chiến một thời. Cháu nghe nào nào như tường xuân về, già mà như thế khác gì ngày xưa, già mà như thế khác gì ngày xưa. Tiền nào mua được mà mua sống vui sống khỏe thì đua với đời ấy. Người cao tuổi quê tôi xin mời các cụ tới vui chén lòng ấy. Người cao tuổi quê ta xin mời các cụ tới vui chén lòng và tiếp tục bài thứ hai. Và hôm nay ngày mừng thọ của mẹ, mẹ có đôi lời khuyên nhủ các con, và mẹ mong các con các cháu sẽ thực hiện được những lời của mẹ đã khuyên. Và bài thơ này nói là có tựa đề lời khuyên của mẹ. Hôm nay con cháu về nhà, trước là kinh lễ tổ tiên quê nhà, sau rồi dùng bữa cơm thơm, toàn ra con cháu hoàn nguyên sung vầy. Bữa cơm này tuy rằng đơn giản, nhưng chưa bao là tình cảm của mẹ cha. Bữa cơm là nghĩa là tình, là bao tâm huyết cha mẹ dành chờ cháu con. Mẹ mừng con cháu đồng lòng cùng nhau đoàn kết thỏa lòng mẹ cha. Cháu con dù ở gần xa, nhớ về khu bầy mẹ cha sinh thành. Khải xuân phú thọ quê ta là nơi dưỡng dục sinh thành dạ cháu con. Công cha như thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Con cháu ơi nhớ chữ nàng dâu, nhớ điều từ đức, nhớ câu tam tòng.
giữ gìn tổ ấm gia phong, giữ gìn tình vợ nghĩa chồng, yêu thương công cha nghĩa mẹ thương thương, tình chồng nghĩa vợ yêu thương ngọt ngào, chữ chung chữ thủy đẹp sao, chữ nhẫn chữ hiếu còn cao hơn nhiều. Con cháu ơi, hãy nhớ những điều cung kính cha mẹ sớm chiều, đừng quên quan tâm dành thời gian. Anh em chú bác dưới trên sống sao cho đừng nên duyên thuận hòa, sau này con cháu đề đa nết na thành đạt, cả nhà đều vui vun trồng quả phúc tốt tươi, có tâm có đức ắt thời làm nên, mong cho dễ thảo dâu hiền có nhân có trí, mới nên con người nông na mẹ có mấy lời, khiến con ghi nhớ cho đời nở hoa. Vâng, thay mặt anh chị em trong gia đình, con xin trân trọng cảm ơn mẹ và chúc mẹ luôn mạnh khỏe và trường thọ. Để tiếp theo chương trình buổi lễ mừng thọ mẹ cháu ngày hôm nay, cháu xin trân trọng giới thiệu có bác Nguyễn Đắc Hậu là bạn của bố mẹ cháu có ý kiến phát biểu chúc mừng. Cháu xin trân trọng kính mời bác. Thưa các cụ, tôi các bà, các bác, các sư, các chú, kính thưa cụ Nguyễn Xuân Lý, quý chủ tịch, hôm nay rất vui và phấn khởi chúng tôi được đến dự lễ mừng thọ cụ quý chủ tịch của chúng tôi, phấn khởi tự hào với tất cả các con các cháu và anh em bạn bè đến chúc mừng micro quý thể micro đã gần, xin kính chúc hai cụ và toàn thể các cụ các ông bà và anh chị em năm mới vui khỏe hạnh phúc và thành đạt, xin trân trọng cảm ơn. Trong ngày vui này tôi cũng có vài dòng thơ chúc họ quý cụ với nhan đề là chúc thọ cụ Phí Thị Thức tuổi 70 xuân Giáp Ngọ 2014. Ngày xuân hội tụ vui tươi, mừng xuân mừng cụ 70 tuổi hiền, 70 xuân bao nỗi tự hào của ông công tác biết bao nhiệt tình, cô bà chăm việc gia đình, nuôi con sản xuất một mình đảm đang
công tác phụ nữ, thanh niên, dân quân luyện tập giữ yên quê nhà, dân công trên tuyến đê xa ngăn dòng nước lũ tràn qua cánh đồng, cần cù lao động hăng say xây dựng hợp tác tháng ngày đi lên. Hai cụ sống với dân làng, anh em bạn hữu, họ hàng mến yêu, ngày vui chúc cụ đôi điều, sống vui sống khỏe thêm nhiều tuổi xuân, chỗ dựa vững chắc tinh thần, cháu con hiếu thảo quê quần đông vui. Xin trân trọng cảm ơn. Các con, các cháu tổ chức lễ mừng thọ rất vui, phấn khởi và rất trân trọng. Tôi là bạn của cụ Lý và cụ Thức, có một chút cà nhỏ. Vừa rồi, hội nghị chúng ta, hội lễ chúng ta cũng đã nghe những cái lời chúc mừng của Bác Hậu và bạn của bố mẹ cháu, có một bài thơ rất hay gửi đến toàn thể. Buổi lễ ngày hôm nay, thay mặt anh em con cháu của gia đình, cháu xin trân trọng cảm ơn bác và chúc bác luôn mạnh khỏe, gia đình luôn an khang và thịnh vượng. Về dự buổi lễ của mẹ cháu ngày hôm nay, cháu xin trân trọng giới thiệu với bác Lê Văn Thị, cũng là bạn của bố mẹ cháu, có lời phát biểu chúc mừng. Cháu xin trân trọng giới thiệu bác. Kính thưa cụ Lý Thức, kính thưa cụ Nguyễn Xuân Lý, một cặp đôi thật là tuyệt vời. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà là người thân về hội tụ trong buổi mừng thọ tại gia đình cụ Thức. Trước hết, với là người bạn của cụ Lý, tôi rất là vui mừng, phấn khởi được nghe lời tuyên thọ của anh Nguyễn Hồng Lâm là con trai trưởng của cụ. Tất cả những tình cảm ấy đã được nói lên một cách khá đầy đủ. Và lời của cụ Lý là phu quân của cụ Thức lại càng thấm thiết, càng tỏ bày những niềm vui 53 năm sống chung với nhau. Và từ nay những ngày tiếp theo, chúng ta lại được chứng kiến một niềm vui hạnh phúc của đại gia đình cụ Lý và cụ Thức, cộng với các con các cháu của cụ. Lời của anh Lâm thì đã nói, một bà cụ tần tảo, chịu thương, chịu khó, vật lộn với đồng ruộng, với cây trồng để làm hậu phương lớn cho ông đi đánh giặc. Khi trở về, cụ Lý lại là một cán bộ chủ chốt của địa phương và lại tiếp tục những công việc chăm lo đến đời sống, đặc biệt nuôi 7 con khôn lớn trưởng thành. Niềm vui ấy là niềm vui giúp cho người cao tuổi sống lâu hạnh phúc. Cũng với ý niệm đó, tôi mượn đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ để làm mái chèo đến với một tình cảm xin chúc ông bà Lý, đặc biệt là cụ Thức hôm nay 70 tuổi. Tôi thì không biết ngâm, tôi xin đọc thưởng thức nhờ các cụ. Xuân về đào rực rỡ hoa, gia đình mừng thọ cụ bà 70. 70 mùa lá đông rơi, làn da vẫn thắm, nụ cười vẫn xinh. Gia đình đầm ấm nghĩa tình, hai cụ khỏe mạnh, tôn vinh tuổi già. Ông thì lo việc tư gia, vườn sinh vật cảnh trước nhà điền viên. Nương đồi đồng ruộng ao chuồng,
thấy bà chú tất chẳng nhường cho ai. Cơm ngày mấy bữa không sai, rau gà cá trứng miệt mài trăm mâu. Con cháu phương trưởng tâm đồng, gia đình mẫu mực hàng mong tháng ngày. Hai cụ trụm mái tóc mây, trăm năm êm ấm tràn đầy niềm vui. Bách niên giai lão trên đời, gia đình như thế vui ơi lòng già. Xin chúc toàn gia quyến ta vào năm Giáp Ngọ mọi nhà bình yên, giữ nơi bến đậu thảo hiền, bạn bè con cháu vui bên ông bà. Cây cao bóng cả la đà, con thành cháu đạt hòa tan kết đoàn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chúc ông bà một năm mới thật vui thật khỏe. Chúc tất cả các quý khách gần xa nơi hội tụ với ông bà Lý Thức hôm nay một năm mới an khang trường thọ và vạn sự như ý. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn. Vừa rồi bác Khi và bạn của bố mẹ cháu đã có một bài thơ rất hay chúc mừng cho mẹ cháu nhân buổi thọ mẹ cháu ngày hôm nay. Thay mặt anh chị em trong gia đình, cháu xin trân trọng cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe và gia đình luôn tràn ngập niềm vui. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, các anh các chị, về dự với gia đình nhà cháu ngày hôm nay trong buổi mừng thọ mẹ cháu có gia đình cụ Tương là thông gia với bố mẹ cháu, có quà lên tặng mẹ cháu và xin trân trọng kính mời gia đình cụ Tương. Thay mặt anh chị em trong gia đình xin trân trọng cảm ơn gia đình cụ Tương. Để tiếp theo chương trình về dự buổi lễ mừng thọ các mẹ cháu ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Hảo đại diện cho gia đình nhà bác Đôn là chị gái của mẹ cháu lên có lời phát biểu và chúc mừng. Xin trân trọng kính mời anh Hảo. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em, con cháu của chúng dì cháu ngày hôm nay, chúng cháu rất vui mừng hôm nay được đại diện cho bố mẹ cháu là anh chị của chú Lý và dì Thức. Hôm nay dì cháu tròn 70 tuổi, cháu xin được đại diện cho bố mẹ cháu và anh chị em chúng cháu nên trước tiên là có lời đầu xuân năm mới chúc sức khỏe tất cả các cụ, các ông, các bà, các anh chị em, cô bác sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang và thịnh vượng. Và sau đây là cháu được xin đại diện cho bố mẹ cháu và cùng anh em. Và tất cả các cụ, không các bà và dì cháu được tuổi 70 ngày hôm nay với ca khúc Hát Về Mẹ. Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pháp thương và những vết thương trên ngực cha cứ chờ gió lại đau nhức nhối. Chiếc ba lô gió sương đã gọi ra tại cha tặng mẹ chỉ thế thôi. Cháu xin thế ạ. Cháu ăn thế mới hay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh Hảo đã có một bài hát
rất ngắn gọn và nhưng mà rất hay với toàn gia đình ạ. Để tiếp theo chương trình văn nghệ hôm nay, cháu xin trân trọng giới thiệu cụ Tình là bạn của bố mẹ cháu và cũng là hàng xóm giáp bên nhà cháu, có lời phát biểu chúc mừng. Xin trân trọng kính mời cụ Tình. Kính thưa các quý khách xa gần, tôi được tới sự buổi mừng thọ của Hồng Đức. Tôi là người hàng xóm, cũng là người nhà và gần nhất. Nói chung tất cả các lời phát biểu của gia đình tôi thấy là vô cùng quý báu và đúng đắn. Không sai một lời nào. Vì sao? Tôi là người gần quý nhất để hiểu được. Vậy hôm nay vô cùng phấn khởi, tôi lên ý kiến công nhận của các cháu của ông bà Thích là rất đúng về cuộc đời. Tới nay vô cùng phấn khởi, tôi có vài câu thơ để kính tặng quý khách. Đón chào ngày mừng thọ 70, tuy đã về già 70 mà vẫn thơ ca yêu đời. Bà Thức mừng các cụ, các con mẹ nhắc mấy điều, tham gia công tác sớm chiều nghe không, làm sao giữ tiếng, làm sao giữ trái tim hồng. Lời khen đến tận tai ông tai bà, thế là vui sướng cả nhà. Các con có chí vững đà đi lên, tuổi trẻ là một nặng tảng nền, toàn dân nó ấm vững bền tiến nhanh. Cuối thơ tôi có đôi lời chúc cho hai cụ sống đời ngoài trăm. Kính chúc khách quý xa gần an khang hạnh phúc. Vâng, vừa rồi cụ Tình, bạn của bố mẹ cháu đã có một bài thơ rất hay tặng cho mẹ cháu nhân buổi mừng thọ mẹ cháu ngày hôm nay. Thay mặt anh chị em trong gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn cụ và chúc cụ luôn mạnh khỏe, cường thọ. Về dự ở buổi lễ mừng thọ mẹ cháu ngày hôm nay có các cụ ông các cụ bà trong khu 7, khu 8. Đặc biệt là có hai cụ là cụ Trúc và cụ Định, là hai cụ là bạn thân của mẹ cháu để những ngày nhỏ chăn trâu cắt cỏ. Đến hôm nay cũng về dự cái buổi lễ mừng thọ mẹ cháu ngày hôm nay. Hai cụ có bài phát biểu, có lời phát biểu chúc mừng cho mẹ cháu ngày hôm nay. Xin được kính mời hai cụ. Khỏe ba
Cảm ơn một bài múa và bài hát của hai cụ Vĩnh. Alo, hôm nay của bà hôm cụ bài Vũ Anh Thỏ cụ đưa vui quá vui vui thay chúng ta vui các cụ nhìn nhau vui, quá vui vui biết thay chúng ta vui mừng đồng lòng cùng nát tất cả thiên hạ đồng cười đan thấy thiên ta. Vâng, cảm ơn cụ Khang. Cụ có một bài hát rất là hay tặng cho mẹ cháu ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn cụ. Vâng, về dự buổi lễ mừng thọ mẹ cháu ngày hôm nay, Trân xin trân trọng giới thiệu các bác, các anh, các chị là bạn của anh Lâm cháu, hàng xóm dưới quân khu 2 cũng về dự đông đủ trong buổi lễ ngày hôm nay. Và có quà và chúc mừng cho mẹ cháu, xin trân trọng kính mời các anh các chị có lên chúc mừng ạ. Thưa các cụ ông cụ bà, anh em chúng con là ở chỗ khu vợ chồng nhà ông bà Lâm Lê sinh sống, khu 11 xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thì cũng được tin báo của vợ chồng và anh chị Lâm Lê là hôm nay gia đình tổ chức mừng thọ cho cụ 70. Thế là thay mặt cho xóm liên gia của khu 11 xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, trước hết là xin gửi tới cụ lời chúc sức khỏe, chúc thọ cụ sống lâu trăm tuổi. Và cũng nhân dịp đây cho con được xin chúc sức khỏe tới tất cả các cụ ông cụ bà có mặt
trong buổi hiện trường hôm nay. Một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây thì cũng đại diện cho xóm là có chút quà, bức tranh. Vẫn mong quay về vui với dưới bóng mẹ. Thay mặt anh chị em trong gia đình xin trân trọng cảm ơn các bác, các anh, các chị là hàng xóm của anh chị Lâm Lê về dự với buổi lễ mừng thọ của mẹ cháu ngày hôm nay. Cháu xin trân trọng giới thiệu có cụ Đệm là bạn của bố mẹ cháu, cũng có lời phát biểu ý kiến chúc mừng cho mẹ cháu. Xin trân trọng kính mời cụ Đệm. Kính chào các cụ ông, các cụ bà và toàn thể các anh chị em con cháu của phụ thức hôm nay được mừng thọ. Chúng tôi ở vừa là tình bạn vừa là anh em gia đình vừa là sư tám hôm nay thì là trước hết chúc sức khỏe cụ sống lâu trăm tuổi và cũng như cái lời thơ của tất cả các anh các chị các cụ ông các bà vừa là mừng thọ chúc mừng toàn thể các cụ bà. Vâng, xin thay mặt anh chị em trong gia đình xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu bài thơ của cụ Đệm và chúc cụ của gia đình luôn mạnh khỏe và gia đình an khang và thịnh vượng. Về dự buổi lễ mừng thọ của mẹ ngày hôm nay thì có chị Lê là chị dâu cả của gia đình cũng là một cây văn nghệ biểu diễn rất là xuất sắc, có một bài hát lên tặng mẹ, xin trân trọng giới thiệu chị Lê. Kính thưa bố mẹ, kính thưa các ông cụ bà, các cô dì chú bác và tập thể các anh các chị, hôm nay là gia đình chúng cháu long trọng tổ chức mừng thọ mẹ cháu tuổi 70. Trước tiên cho các cháu xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các cụ ông cụ bà cùng toàn thể các quý vị có một sức khỏe mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Và bây giờ cháu con xin hát tặng mẹ bài hát mẹ. Cả cuộc đời cha đi bộ đội qua về cho mẹ là mãi mẹ thôi trong lòng mẹ
Vâng ạ, vừa rồi chị Lê, chị dâu cả gia đình đã gửi đến mẹ và toàn thể hội nghị một bài hát rất hay và xúc động. Xin trân trọng cảm ơn chị Lê. Kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, các bác, các anh chị em, con cháu của gia đình. Qua một thời gian buổi sáng, các cụ, các bác, các anh chị em, con cháu của gia đình đã có những bài phát biểu ý kiến, các bài thơ hay chúc mừng tặng cho mẹ cháu mừng ngày mừng thọ tuổi 70. Kính thưa các cụ, kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, các bác, các anh chị em, con cháu của gia đình. Trong ngày vui trọng thể này, mừng thọ mẹ cháu tuổi 70, còn có rất nhiều các bài hát, các bài thơ hay, những lời chúc mừng của các cụ ông, các cụ bà, các bác, các anh chị em, con cháu của gia đình. Nhưng do thời gian có hạn, cháu xin trân trọng được dừng buổi lễ mừng thọ mẹ cháu ở đây. Một lần nữa, cháu xin được gửi lời kính chúc tốt đẹp nhất tới các cụ ông, các cụ bà, các bác, các anh chị em, con cháu của gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Cháu xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, cháu xin được kính mời các cụ ông, các cụ bà, các bác, các anh chị em, con cháu của gia đình ở lại với gia đình cháu dự bữa cơm thân mật với gia đình chúng cháu. Con thơ không ai nuôi dưỡng.
dâng. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng thế mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành nhờ ai mà có ta. Công đức cao dày, người ơi đừng quên, công ai ghi sắc trong tâm trở thành niềm kính hương trầm nguyện dâng. Công ai ghi sắc trong tâm trở thành niềm kính hương trầm nguyện dâng.